Chào mừng các bạn quay trở lại với giáo trình WordPress Online. Ở buổi học trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách xây dựng một website bán hàng trên nền tảng WordPress dựa vào cái việc sử dụng một plugin hỗ trợ cho việc thanh toán trực tuyến, đó là plugin WordPress Simple Bible Shopping Cart. Ở bài học này, chúng ta sẽ xây dựng một website bán hàng cao cấp hơn, đầy đủ hơn, thỏa mãn được những cái tính chất của một website thương mại điện tử chính thống. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và xây dựng website. Chúng ta sẽ tìm hiểu và xây dựng website trên nền tảng ứng dụng WordPress một cách cao cấp hơn. Về cấu trúc bài học hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng cài đặt website bán hàng trực tuyến dựa trên nền tảng là những cái giao diện được sử dụng và tối ưu hóa cho một website bán hàng thực thụ, có đầy đủ các cái tính năng của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Ở phần 2 của bài học, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và tối ưu hóa hệ thống bán hàng sau khi chúng ta cài đặt xong. Từ đó chúng ta có thể triển khai được những cái website cá nhân của chúng ta để làm cái công việc bán hàng, có cổng thanh toán trực tuyến vân vân, như là một hệ thống website thương mại điện tử chính thống hoàn hảo. Ở bài học trước, chúng ta đã sử dụng thằng FlickRed để chúng ta cài đặt ứng dụng và thực hiện cái nút và hoàn thiện cái nút Add to Cart, hay là cái nút thêm vào giỏ hàng để chúng ta làm một trang web bán hàng. Ở bài học này, thay vì chúng ta sẽ thực hiện dựa trên nền tảng là một cái giao diện của một trang tin tức giống như cái bài học trước, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn, chúng ta sẽ thực hiện một cái website thương mại điện tử dựa trên nền tảng là những cái giao diện đã được tối ưu hóa cho cái việc bán hàng trực tuyến của chúng ta. Có rất nhiều cái hệ thống plugin, có rất nhiều cái hệ thống giao diện để làm cái công việc này. Chúng ta sẽ chọn lấy một trong những cái giao diện đó. Về cách tìm và sử dụng giao diện, ở những phần trước của bài học, tôi đã giới thiệu với các bạn cái cách tìm kiếm và cài đặt những cái giao diện của hệ thống WordPress. Các bạn quay lại bài học trước một xíu, chúng ta có thể sử dụng Google để chúng ta tìm kiếm những cái thêm những cái giao diện của hệ thống WordPress bằng cái cách chúng ta gõ trên bằng cái cách á bằng cách chúng ta gõ trên thanh tìm kiếm những cái cấu trúc từ khóa như là thêm e-commerce WordPress chẳng hạn, thì kết quả nhận được của chúng ta là những cái giao diện được người dùng người ta chọn lọc và kết quả chúng ta nhận được là những cái giao diện được người dùng người ta chọn lọc và quyết và cung cấp lại ở những cái kết quả mà chúng ta có thể nhận được, đó là những cái giao diện kết quả mà chúng ta nhận được có thể là những cái giao diện chuyên phục vụ cái công tác kết quả chúng ta nhận được là những cái giao diện chuyên phục vụ cái công tác làm những cái website thương mại điện tử. Bạn có thể thấy ở đây như là một cái collection, một cái bộ sưu tập 20 cái giao diện WordPress e-commerce
được website web design được người dùng họ lọc ra, hay là những cái câu hỏi về cái theme e-commerce trên diễn đàn vnwebmaster.com, vân vân. Bạn sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn, và dựa vào những cái lựa chọn này bạn có thể tìm kiếm và chọn lấy cho mình một cái giao diện thỏa mãn cái yêu cầu của mình. Trong phần bài học hôm nay, tôi đã download về một giao diện của hệ thống WordPress, đó là giao diện eShop. Chúng ta sẽ giải nén gói giao diện này ra. Ở phần bài học trước, tôi có giới thiệu với các bạn. Ở phần bài học trước, tôi có giới thiệu với các bạn về plugin eShop. Ở phần bài học trước, tôi có giới thiệu với các bạn một số cái plugin hỗ trợ cái việc thanh toán trực tuyến. Thì những cái giao diện được xây dựng trên nền tảng WordPress để thỏa mãn cái công việc đó. Thì những cái giao diện được xây dựng cho hệ thống WordPress để sử dụng cho tính năng e-commerce hay là tính năng của một website thương mại điện tử, cũng sử dụng chính những cái plugin này để mà họ xây dựng cái hệ, để mà tích hợp vào những cái giao diện này để làm những cái công việc mà chúng ta đã nói, như công việc thanh toán trực tuyến, xây dựng một như là công việc thanh toán trực tuyến